Theo thông tin cập nhật của GNN vừa qua, chiều ngày 20 tháng 10, Công an thành phố Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chế Văn Bò, 42 tuổi, ngụ TP Sa Đéc, Đồng Tháp để xử lý nghiêm vì đã có hành vi lái xe ben không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách và húc vào đuôi xe cảnh sát giao thông khi bỏ chạy. Theo như clip được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Xe ô tô cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đầu cầu Đồng Nai, QL1A thì phát hiện xe ô tô tải ben biển số 51C94852 đang lưu thông theo hướng Tiền Phong, Biên Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu quá tải nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Bất ngờ, tài xế chẳng những không chấp hành mà còn đạp ga lái xe bỏ chạy. Lập tức các cảnh sát giao thông đuổi theo và vượt lên, yêu cầu tài xế cho xe tấp vào lề nhưng tài xế đã không chấp hành, cố tình đánh võng vượt qua xe cảnh sát hòng bỏ chạy. Hành động này của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho nhiều người dân tham gia giao thông, cảnh sát giao thông đã quyết tâm phải đuổi theo ngăn chặn và phải bắt cho bằng được tài xế có hành động liều mạng này. Khi đến hết cầu vượt Tân Vạn, chiếc xe ben chạy vào làn dành cho xe máy thì bị xe cảnh sát chặn được, tài xế xe ben đã đạp ga xe ben húc vào xe cảnh sát rồi mới chịu dừng lại. Lúc này lực lượng cảnh sát đã khống chế được tài xế đưa về công an thành phố Biên Hòa để xử lý. Vụ việc xảy ra đã được người đi đường quay clip đưa lên mạng xã hội. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm hiện nay. Thank you.